Rất nhiều cổ động viên đã đặt kỳ vọng Erling Haaland sẽ có thể tạo ra một bước ngoặt cho cuộc bầu chọn của bóng vàng. Bởi kể từ năm 2007 cho tới nay, vẫn chưa có bất cứ cầu thủ nào ngoài thế hệ 8X có thể chinh phục danh hiệu cao quý này. Thậm chí, mới chỉ có duy nhất Neymar lọt vào top 3 năm 2015. Còn lại, tất cả 15 danh hiệu của bóng vàng gần nhất đều được các đàn anh thuộc thế hệ 8X ôm chọn. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử giải thưởng này. Thường thì các thế hệ khác nhau vẫn có sự đan xen nhau được vinh danh trong một giai đoạn. Ví dụ như 10 năm chẳng hạn. Đằng này, 15 lần gần nhất đều thuộc về các cầu thủ 8X thì quả là phi thường. Nguyên nhân chủ yếu, tất nhiên rồi, là do Lionel Messi. Và rất có thể, anh sẽ tiếp tục khiến giải thưởng này có lần thứ 16 thuộc về đội 8X. Trong đó, riêng mình anh sẽ chiếm đến một nửa số danh hiệu. Như đã nói, trong thời gian gần đây, số lượng cổ động viên đã gia nhập hội những người ủng hộ Haaland giành quả bóng vàng rất nhiều. Họ lấy dẫn chứng là tiền đạo người Na Uy đã ghi tới 50 bàn thắng trong chiến dịch giành quân bà Premier League, Champions League và FA Cup ngoạn mục của Manchester City mùa trước. Với một cầu thủ chân ướt chân ráo tới đội bóng mới, phải thừa nhận là Haaland rất siêu đẳng. Và những người ủng hộ Haaland cũng có cái lý của họ khi chứng minh anh xứng đáng được xướng tên trong đêm 31 tháng 10 tại nhà hát Châtelet. Đầu tiên là Haaland bỏ qua mọi định kiến về mình, một cầu thủ xuất thân từ giải đấu nhỏ. Ở RB Salzburg, Haaland ghi được 17 bàn sau 16 trận ở giải Áo. Tại Dortmund, anh ghi 62 bàn sau 62 trận ở Bundesliga. Phần đông đều cho rằng trình độ của hai giải đấu này quá kém, chứ không phải Haaland giỏi. Nhưng rất nhanh thôi, cả nước Anh đã kinh ngạc vì quái vật tân binh của Man City. Cho đến tháng 10 năm ngoái, Haaland trở thành cầu thủ lập 3 hat-trick nhanh nhất Premier League với 8 trận. Kỷ lục trước đó thuộc về Michael Owen với 48 trận. Đến tháng 2 năm nay, Haaland đã ghi 27 bàn ở hạng đấu cao nhất nước Anh, phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Sergio Aguero, huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử Man City. Tiếp theo, kỷ lục ghi 34 bàn trong một mùa giải lịch sử Premier League của Alan Shearer và Andy Cole cũng bị Haaland vượt qua. Anh kết thúc mùa giải với 36 bàn thắng trong 35 trận, trong đó có 32 trận xuất phát. Trung bình, Haaland ghi bàn mỗi 77 phút. Nếu đánh giá một cầu thủ về mức độ cố gắng, đột phá giới hạn, Haaland là vô đối. Đáng nói, những bàn thắng của Haaland không vô nghĩa khi nó trực tiếp mang về cú ăn bàn lịch sử cho Man City. Những mùa trước, City từng đến rất gần vinh quang nhưng lại luôn vấp ngã. Người ta đều cho rằng đội bóng của Pep Guardiola thiếu một sát thủ đẳng cấp. Pep nghe theo, mang về Haaland và được đền đáp ngay lập tức. Đó chẳng phải là minh chứng cho tác động to lớn của một cá nhân sao? Dường như mọi người đã quá quen với những tiêu chuẩn cao chót vót mà các đàn anh đặt ra, nên mới soi xét tiền đạo sinh năm 2000 dưới lăng kính khắt khe. Nếu không, anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu của bóng vàng năm nay. Nhưng càng đến gần lễ gala trao giải, Haaland và những người ủng hộ anh có lẽ đang cảm thấy nỗi thất vọng ngày một nhiều. Theo tin tức từ tài khoản Andre Perola, Messi đã được thông báo giành quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp. Nguồn tin này khẳng định đại diện của tạp chí France Football đã đến thăm và ghi hình gia đình Messi. Anh sẽ có mặt ở buổi gala trao giải tại Paris vào 30 tháng 10 tới. Đen cho Haaland, thực sự là như vậy. Người đặt ra các tiêu chuẩn cao chót vót cho giới mộ điệu đánh giá anh, năm nay anh ta còn đặt ra một tầm vóc to lớn hơn. Chúng ta đang nói về Lionel Messi. Một vài ý kiến chống chế trong tuyệt vọng rằng World Cup là giải đấu chỉ diễn ra trong một tháng nên không thể dùng để đánh giá nỗ lực phấn đấu cả năm. Họ cũng lấy bằng chứng rằng Andres Iniesta, Manuel Neuer, Antoine Griezmann, những ngôi sao sáng nhất của nhà vô địch World Cup 2010, 2014 và 2018 đều không giành quả bóng vàng. Vậy hà cớ gì Messi lại được? Vậy thì xét đến yếu tố nổi bật trong tập thể, Iniesta, Neuer và Griezmann hay đấy. Nhưng họ chơi trong một tập thể quá đồng đều. Thậm chí, những ngôi sao này còn không giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải. Năm 2010, người được vinh danh là Diego Forlan, 2014 là Messi, 2018 là Eden Hazard. Còn Messi năm nay thì sao? Ở tuổi 35, Messi chơi kỳ World Cup rực rỡ nhất sự nghiệp. Số 10 của Argentina ghi dấu giày và 10 bàn thắng ở World Cup 2022, ghi 7 bàn, kiến tạo 3 bàn. Anh trở thành cầu thủ ghi bàn hoặc kiến tạo trong nhiều trận World Cup nhất, ra sân nhiều trận và nhiều phút nhất, đeo băng đội trưởng nhiều trận nhất, có số bàn thắng và kiến tạo nhiều nhất, cũng có số trận ghi bàn đồng thời kiến tạo nhiều nhất lịch sử giải đấu. Messi không chỉ đóng góp to lớn vào lối chơi với nhãn quan chiến thuật siêu việt, mà còn để lại những khoảnh khắc đẹp. Cú sút xa tung lưới Mexico ở vòng bảng để kéo Argentina trở về từ địa ngục, pha cơ lòng tung lưới Australia, đường kiến tạo mở tỷ số trước Hà Lan, pha vặn lưng đánh bại Josko Gvardiol của Croatia, hay bàn nâng tỷ số lên 3-2 trong bối cảnh chịu áp lực ngàn cân của Pháp cho thấy bản lĩnh của Messi. Trước sức ép của kỳ vọng, cùng nỗi ám ảnh một lần nữa gục ngã trước cổng thiên đường khi Pháp lần lượt gỡ hòa 2 đều rồi 3 đều, Messi và Argentina vẫn chưa bản lĩnh. Trên chấm luân lưu, đội trưởng Argentina nhẹ nhàng đánh bại Hugo Lloris với cú đặt lòng đơn giản.
nâng tổng số pha đá phạt 11m thành công ở World Cup 2022 lên con số 6 trong 7 lần thực hiện. Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử hai lần đoạt danh hiệu xuất sắc nhất World Cup sau 8 năm, từ 2014 đến 2022. World Cup chứng kiến hai phiên bản Messi đều xuất sắc, nhưng tiền vệ số 10 của hiện tại là phiên bản hoàn thiện và gai góc hơn. Một Messi sẵn sàng lăn xả trên sân để bảo vệ cho danh dự Argentina, cũng chẳng ngại va chạm, cãi vã để bảo vệ đồng đội. Messi không còn xù xì trong chiếc vỏ kén mà báo chí hay đặt cho anh, mà đã giải tỏa cả về tâm lý lẫn phong độ. Như thứ rượu vàng càng ủ lâu càng ngon, Messi đạt tới đỉnh cao nhất ở độ tuổi nhiều cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc. Trong các thủ lĩnh dẫn dắt tập thể vô địch World Cup trong lịch sử, Messi là người già nhất và cũng là người chơi hay nhất. Anh có 5 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận và thi đấu cực hay kể từ vòng knockout. Nói thẳng ra, bạn có bới cả lịch sử cũng chẳng thể tìm được màn gánh team nào vĩ đại như Messi đã làm ở Qatar 2022 vừa qua. Trên Messi đã nhiều penalty ư? Vậy ai đã từng nói nếu đá penalty dễ thì Argentina đã không thất bại trước Chile ở Copa America 2016? Mà trận cần đến penalty, tầm ảnh hưởng của Messi lên trận đấu là quá lớn, trừ khi ghét anh đến mức lú lẫn. Còn lại, bạn buộc phải thừa nhận rằng Argentina không có Messi thì còn lâu mới vô địch được. Và một chi tiết mà bạn cần nhớ, năm 2006, Fabio Cannavaro chỉ cần nhận danh hiệu World Cup với những màn trình diễn siêu phàm là có được danh hiệu của bóng vàng. Trong khi đó, Ronaldinho và Eto'o tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona giành cúp La Liga cũng như Champions League thì lại tạch. Thế thì còn gì để bàn cãi về cái danh hiệu mà chỉ còn chờ đến ngày lành tháng tốt là trao cho Messi hay không? Nếu năm nay Npulga không được nhận giải thì đúng là tội ác và scandal trắng trợn nhất lịch sử bóng đá. Sự cố gắng, bền bỉ trong suốt 10 tháng dòng dã của mùa giải kỷ lục nói lên Haaland thực sự là một cầu thủ lớn. Nhưng một lần nữa, điều đó vô tình khiến cho màn trình diễn của Haaland không cô đọng được như một tháng thăng hoa tột độ của Messi trên đất Qatar. Messi khả năng cao sẽ giành quả bóng vàng thứ 8. Một sự ghi nhận cũng là tri ân cho một triều đại huy hoàng đã kết thúc. Haaland mới là tương lai của bóng đá, và không sớm thì muộn, danh hiệu cá nhân cao quý này cũng sẽ thuộc về anh.